Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện cầm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 211, hắn thật đáng ghét bốn. Nhìn Dịch Kính Thương đang cúi đầu, một lời cũng không nói, Ngự Phượng đàn chậm rãi mở miệng, "Vấn đề này, ngươi có thể từ từ nghĩ, nghĩ đến khi ngươi cảm thấy thỏa đáng mới thôi, nhưng ta đã muốn không còn kiên nhẫn rồi." Trục Giang hắn đã mượn cuộc chinh chiến với Tây Nhung lần này trừ đi, bởi vì một ám vệ giống như Trục Giang, thật sự là rất bình thường, người của hắn, hoặc là sẽ không cần, cần, phải là tinh anh. Hồ hấp chậm rãi cùng với nội tâm dối rắm dịch kính thương biết đây là ngự phượng đàn đang muốn một đáp án, cũng là muốn một thái độ, hắn luôn luôn chờ đợi ngày này, nhưng không nghĩ đến sẽ xuất hiện dưới loại tình huống này. Tựa như thoáng qua thật lâu thật lâu, kỳ thật cũng chỉ là một nén nhang thời gian. Dịch kính thương quỳ xuống hành lễ nói, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực truy tìm tung tích của thẩm mầu. Tốt lắm, kẻ thức thời trang là Trang Tuấn Kiệt, trong đôi mắt hẹp dài của ngự phượng đàn lộ ra một tia sáng vừa lòng, nhẹ ngã lưng về miếng đệm lót phía sau, không chốt để ý nói, ba ngày, nhớ kỹ. Dịch kính thương ngừng đầu lên, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, mới cẩn thận nói, thế tử thuộc hạ không rõ ngài giúp thầm gia như vậy là vì sao chỉ là vì thầm gia đại tiểu thư thôi sao thầm gia đại tiểu thư thẩm vân khanh ngự phượng đàn nhợt nhạt cười rũ mắt tàn mát ra một loại hơi thở sung sướng nhớ tới mới vừa rồi bộ dáng nàng bối rối lại cảm thấy thú vị người nói có lẽ là vậy chăng hắn trời sinh vốn đã vô cùng tuấn tú lúc này dưới ánh trăng chiếu rọi lại nở nụ cười liền lại làm cho người ta nhìn đến đuôi mù, dịch kính thương nhìn đến hoa cả mắt, cúi đầu, nếu là lục công chúa biết thẩm ra đại tiểu thư, tất sẽ không để yên. Biết thì sao, cho dù không phải thẩm ra đại tiểu thư, ta cũng sẽ không thú nàng. Ngự phượng đàn sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt rõ ràng có chút âm trầm, lục công chúa đối với hắn quả thực là cả ngày quấn quýt si mê, biến thành toàn bộ kinh thành đều biết đến, quả thực là phiền chết rồi nhắc đến người của hoàng gia, dịch kính thương cũng không nói thêm nữa, lập tức nói, thuộc hạ đi tra tung tích của thẩm mậu. ân, ngự phượng đàn khoát tay. thời điểm thân ảnh dịch kính thương biến mất ở trong trời đêm, hắn hai mắt cũng nhắm nghiền, người chăn ngựa ngồi ở bên ngoài bắt đầu dơ roi thúc ngựa đánh xe đi về phía trước. vân khanh a, à, vân khanh, nàng mềm cũng không ăn, cứng rắn cũng không ăn ta nên làm gì với nàng bây giờ a à? một đêm đi qua sớm tinh mơ vân khanh đã ngồi trên bàn trang điểm nàng còn có chút mơ mơ màng màng đều do ngày hôm qua ngự phượng đàn đến náo loạn lâu như vậy hại nàng tối qua ngủ quá muộn thải thanh cầm lấy lược muốn chải đầu lại ồ lên một tiếng tiểu thư người tối hôm qua như thế nào đeo châm cài ngủ a à? nàng vươn tay đem cây châm gỡ xuống đặt ở trên bàn trang điểm lưu thúy cầm lấy nhìn nhìn kỳ quái nói cây châm này dường như chưa từng thấy qua a à. vân khanh thế này mới nhìn về phía cây châm trong tay nàng cầm không phải là cây châm khảm lam ngọc tối hôm qua ngự phượng đàn lấy ra hay sao nàng lúc ấy chỉ thấy hắn đem vòng tay mang vào trên cổ tay nàng khi nào thì châm cài cũng được mang trên đầu nàng rồi sao nàng lại không phát hiện ra gì hết nhớ tới hành vi tối hôm qua của người nọ vân khanh trong lòng nảy lên một cỗ tức giận trên cổ tay còn nặng trịch đeo thứ kia về sau cũng không thể gỡ xuống được đây không phải là muốn cho người ta nhìn thấy nàng mang đồ của hắn chứ người này nàng thật sự là không biết nên hình dung như thế nào nói hắn phá hư hắn cũng không có làm ra chuyện người thần căm phẫn nào nói hắn tốt nửa đêm xâm nhập khuê phòng nữ tử còn tùy tiện đeo này nọ lên tay nàng hành vi như vậy tốt ở chỗ nào chứ hoàn hảo lúc này là thải thanh trải tóc cho nàng nếu để cho tạ thị nhìn thấy cây châm này khẳng định là trong lòng sẽ sinh nghi bất quá cũng may ngự phượng đàn tặng cho nàng món trang sức này giá trị sang quý vân khanh có thể lấy cớ để cho qua chuyện nàng làm như không có việc gì lấy lại châm cài lại kéo tay áo cười nói đây là cha lần trước rời bến trở về tặng cho ta nàng nói xong khép hạ mi mắt thoạt nhìn có vài phần ưu tư thản nhiên liều thúy vừa thấy thần sắc nàng như thế cho dù trong đầu nhớ rõ vòng tay cùng châm cài này nàng chưa từng thấy qua nhưng nàng rất tin tưởng tiểu thư không nghi ngờ lại nghe được vân khanh nói như thế nhớ tới lão gia trong khoảng thời gian này sinh tử không rõ tối hôm qua tiểu thư không chừng là tưởng niệm phụ thân mang châm cài này vào đây là một loại tưởng niệm đối với lão gia nàng nếu còn nói tiếp nữa chẳng phải là tăng thêm bi thương cho tiểu thư đồ hay sao? Nghĩ đến đây, Liêu Thúy lập tức liền rời đi đề tài, cây châm này quả thực rất đẹp, không bằng hôm nay tiểu thư mặc nguyên bộ xiêm y kết hợp với cây châm này đi, nhất định sẽ dạng dỡ sáng ngời, càng tôn lên vẻ đẹp của người. Nghe Liêu Thúy đem đề tài rời đi chỗ khác, Vân Khanh tự nhiên là nguyện ý, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem châm cài dao cho Thải Thanh, nói, em đem nó cất đi, trên đầu vẫn không nên trang điểm quá mức nổi bật, đổi cây châm sừng tê giác kia đi. Cây châm sừng tê giác này cũng là Vân Khanh cố ý làm, đơn giản lại hào phóng, hơn nữa phối với xiêm y rất hợp, trọng yếu nhất là hai đầu nó rắn chắc là một vũ khí tự vệ tốt nhất. Thải Thanh biết nguyên nhân này, gật đầu trải cho nàng một búi tóc tùy vân, điểm thêm mấy đóa màu xanh nhạt, lại cài thêm cây châm sừng tê giác cây ở trên đầu, sau khi thấy Vân Khanh vừa lòng gật đầu, lại cẩn thận đem cây châm khảm lam ngọc xanh biếc cất vào tầng dưới cùng của hộp trang sức. Tầng này đều là trang sức vân khanh quý nhất, trong ngày thường sẽ không tùy tiện mang đi ra rêu rao. Tuyết Lan ở một bên gấp xếp chăn, lại đem dư quang vài lần quét về phía vòng tay trên cổ tay Vân Khanh, mày hơi hơi nhíu nghi ngờ, lần trước lão ra đưa cho tiểu thư chiếc hộp, nàng bởi vì tò mò chiếc hộp âm nhạc màu trắng, đã lén nhìn nó, rõ ràng không có chiếc này vòng tay. Liêu Thúy vừa quay đầu, liền nhìn đến nàng ta đang nhíu mi ánh mắt gian tà ngắm tê ngắm lui. Trách mắng, ngươi xem ngươi, bảo ngươi gấp xếp chăn, ánh mắt quét tới quét lui làm cái gì. Vân Khanh quay đầu nhìn Tuyết Lan, Tuyết Lan lập tức thu lại tầm mắt, ra vẻ chuyên chú và thật thà bắt tay vào làm việc. Vân Khanh khóe miệng thản nhiên câu lên, thay váy dài mỏng mềm nhẹ, đi ra ngoài. chương 212, tung tích của Thẩm Mậu, 1 Vân Khanh dọc theo đường, bỗng nhiên lo lắng nâng nâng búi tóc, hỏi, Lưu Thúy, bộ dáng ta ngày hôm nay thế nào, có tinh thần không? Lưu Thúy cẩn thận nhìn một chút, nếu là nhìn kỹ, vẫn có chút tiểu tụy, bất quá nhìn vẫn bình thường, tiểu thư không cần lo lắng. Vân Khanh cười cười, nàng tối hôm qua ngủ không được tốt, đợi lát nữa gặp tạ thị, chỉ sợ bà thêm lo lắng, nhưng Thải Thanh nhìn Vân Khanh, muốn nói lại thôi, ngập ngừng nửa ngày, rốt cuộc vẫn không mở miệng. Có lời gì cứ nói, hoặc là đừng nói." Vân Khanh liếc nàng một cái, thản nhiên mở miệng nói. Thải Thanh nhất thời có chút xấu hổ, cúi đầu nói, "Nô tỳ là muốn nói, tiểu thư vẫn không nên mỗi ngày đi ra ngoài xuất đầu lộ diện." "Nha, làm sao vậy?" Vân Khanh lúc này mới nghiêng đầu sang, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, bất động thanh sắc lại mang theo uy nghiêm. "Nếu đã muốn mở đầu, lá gan Thải Thanh cũng lớn, cắn cắn môi." cúi đầu nói, tiểu thư là thiên kim, mỗi ngày lại xuất đầu lộ diện, nay bên ngoài đối với tiểu thư nghị luận rất nhiều, nô tỳ cảm thấy chuyện bên ngoài tiểu thư vẫn là chơi nhúng tay, lý quản sự tự nhiên sẽ xử lý tốt. Vân Khanh cũng không nói gì, nàng ấy nói đúng không sai, hỏi ngược lại, các nàng nói ta cái gì? Thải Thanh Lá Gan thêm lớn đáp, nói, nói, tiểu thư tham luyến phú quý của thẩm gia, lại không tuân thủ nữ tắc đi ra ngoài chiêu hoa gẹo nguyệt, còn muốn chiêu tế ở rể, không chịu làm tang sự cho lão gia, là đại nghịch nữ, không biết. Liêu Thúy nghe, giận đỏ cả mặt, đối với thải thanh nổi nóng, đập lưng nàng, người ăn nói lung tung cái gì, những người đó nói, người cũng tin sao? Thải thanh bị nàng đập một cái, không phục nói, ta làm sao nói lung tung gì đó, vốn người bên ngoài truyền nhau như vậy, ta là vì tốt cho tiểu thư. Nay cả ngày đều đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, để cho người ta nói nhảm, nữ tử cả ngày đi ra ngoài vốn là không đúng. Vân Khanh nhìn Thải Thanh vẻ mặt chính trực, thản nhiên nhăn mày, mấy ngày nay nàng bận việc bên ngoài, hiển nhiên không có nhiều tinh lực với người bên cạnh mình, mà Thải Thanh đại khái, trong lần biến cố này đã sinh ra tâm tư khác rồi. Nàng cũng không có vạch trần, chậm rãi nói, nay trong phủ xuất hiện biến cố, ta là trưởng nữ Thẩm phủ, không làm gì hết là không khả năng, nếu là chỉ cần thanh danh, không cần lo việc khác, điểm này, ta làm không được, thời gian này, các ngươi cùng ta ở bên ngoài đi đông đi tây, cả ngày xuất đầu lộ diện xác thực cũng không tốt lắm, nếu là không muốn, có thể ở lại trong phủ, ta tuyệt đối sẽ không trách móc. Thải thanh nghe vậy, đỏ mặt lên, nhưng không có hé răng, mà liêu thúy hung hăng chừng mắt nhìn thải thanh, cắn răng nói, tiểu thư ở đâu? Em sẽ ở đó. Cảm tình giữa người với người cũng không phải nửa khắc mà tạo thành, Lưu Thúy Sở Dĩ cùng Vân Khanh giống như tình thân thâm hậu, cũng là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không chỉ có cảm tình chủ tớ mà còn có tình cảm như tỷ muội, cho nên Lưu Thúy có thể không chút do dự đi theo Vân Khanh ở bên ngoài bận rộn. Nhưng Thải Thanh thì bất đồng, nàng ta tuy rằng đối Vân Khanh trung tâm, nhưng loại trung tâm này là thành lập khi mọi thứ đều bình thản, nay trong phủ đã xảy ra biến cố vân khanh ở bên ngoài xử lý sự vụ làm nha hoàn bên người như các nàng nhất định phải tùy thân đi theo như vậy thanh danh các nàng cũng sẽ cùng vân khanh bị hư hao thải thanh không muốn vân khanh cũng không miễn cưỡng lòng người vốn là biến đổi không lường trước được cũng không thể cưỡng cầu vừa vặn thời gian này ta không ở trong viện hậu viện cũng có chút loạn thải thanh liền lưu lại quản lý đi vân khanh thản nhiên cười xoay người liền đi ra bên ngoài đây cũng thời khắc xem tâm tư của mọi người, hoạn nạn cùng phú quý, không phải ai cũng có thể cùng hưởng. Thải Thanh nhìn bóng lưng yểu điệu phía trước, cắn môi dưới không nói lời nào, nàng ta biết, hôm nay nói ra những lời này, về sau tiểu thư đối với nàng ta cũng chỉ còn tình cảm bình thường, nhưng nàng ta mặc dù là một nô tỳ, cũng không đồng dạng như những nữ tử khác, mỗi ngày ở ngoài đường, phương nhuộm này nọ cùng nam nhân đối mặt, người ta nói khó nghe muốn chết tiểu thư đương nhiên không sao nàng có làm như thế nào cũng có người ở phía sau trông đỡ không có thanh danh cũng sẽ có nam nhân tốt đến thú nhưng còn nàng ta thì sao vốn là ti tiện nếu lại bị truyền ra tiếng xấu chỉ sợ phải gả cho tiểu quản sự vô danh liêu thúy căm giận nói tiểu thư thải thanh nàng thật quá đáng sao có thể nói những lời này nàng cũng không nghĩ nàng vào phủ một năm nay người đối với nàng như thế nào ở trong lòng nàng Thải Thanh ở phía sau nói những lời như vậy, chẳng phải là thêm dầu vào lửa, ngay cả người bên cạnh tiểu thư đều bị lời đồn đãi dọa lùi, những người khác không phải càng thêm dũng cảm chửi bới tiểu thư hay sao? Vân Khanh vẻ mặt không ủng hộ nhìn nàng, nhìn Lưu Thúy mặt tròn trịa tức giận lại có ba phần cảm động, kiếp trước Lưu Thúy cũng như vậy bất ly bất khí canh giữ ở bên người nàng, hiện tại đời này, Vân Khanh đối nàng càng thêm quý trọng, không cần đêm yêu cầu của bản thân đến yêu cầu người khác, nàng có lựa chọn của nàng, đến lúc đó ta an bài cho nàng gả ra bên ngoài. Lưu Thúy vừa nghe liền minh bạch rồi, nữ tử đại ung 15 tuổi cập kê, 16 tuổi xuất giá là bình thường, giống Thải Thanh Lưu Thúy là nhất đẳng nha hoàn, bình thường đều ở bên chủ tử vài năm, 18-19 tuổi mới có thể gả đi. Chủ tử thích sẽ cho phối hôn với quản sự đắc lực, giữ lại bên người làm vợ quản sự, Thải Thanh năm nay mới 15 Vân Khanh nói muốn gả đi ra ngoài, thải Thanh ở đáy lòng Vân Khanh địa vị hiển nhiên thấp xuống rồi, nha hoàn gả cho người là không có thể lại hầu hạ tiểu thư. Đãi Ngộ khẳng định bất đồng. Đó cũng là nàng ta nên chịu, Lưu Thúy thầm nghĩ, nếu sau so trận áp lực này có thể đứng vững cùng tiểu thư, đến lúc đó nhất định là ở trong lòng tiểu thư sẽ ghi công đầu, chỉ trách thải Thanh quá nóng vội mà thôi. Đảo mắt lại qua hai ngày. Tiểu thư, Lý quản sự nói Tiết Hữu Tài hôm nay lại đi ra ngoài. Liều Thúy đem lời gã sai vặt bên ngoài truyền đến, Vân Khanh thản nhiên cười, con cá cuối cùng là muốn mắc câu rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 213: Tung tích của Thẩm Mẫu 2. Ánh mặt trời nóng rực, sau hai ngày chờ đợi, Tiết Hữu Tài thay xiêm y, chuẩn bị xuất môn liền bị một thanh âm nghiêm khắc gọi lại, "Ngươi là cái tên hỗn đản, muốn chết sao mà dám đi phong lưu a?" À? tiết hữu tài nhất thời cứng chân quay đầu nhìn phụ nhân vẻ mặt sát khí bộ dạng phi thường phúc khí chống nạnh đứng ở nơi đó trợn mắt nhìn hắn hắn nội tâm cả kinh nhưng nhanh chóng che giấu mặt ba ba tươi cười chân cho nói phu nhân nàng hôm nay sao không ngủ trưa đã thức dậy không ngủ trưa đối với làn da không tốt a à? ta không dậy lão gia sẽ vụng trộm chuồn đi đúng không tiết phu nhân hung ác hỏi đối với tiết hữu tài nàng luôn lo lắng cảm thấy hắn mỗi ngày đi ra ngoài cũng không phải làm chuyện xấu gì nhưng vẫn phái người đi theo lại không nhìn ra hắn có cái gì bất đồng không không tại đây không phải cùng cử trường quỹ hẹn gặp bàn chuyện làm ăn sao làm sao là vụng trộm ngày hôm qua cũng đã nói với nàng nàng không phải đã biết hay sao tiết hữu tài ngay thẳng nói bày một bộ dáng thật thà nhìn không ra nửa điểm giả dối tiết phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá hắn mấy lần nhìn hắn không có gì dị thường thế mới hừ một tiếng đi đi muốn tìm nữ nhân cũng phải có bạc dù là trưởng quầy cửa hàng tiết gia nhưng một phần tiền đều phải qua tay tiết phu nhân mới có thể cấp cho tiết hữu tài rốt cục có thể đi tiết hữu tài xoa xoa ót đầy mồ hôi thầm mắng mụ vợ mập, mỗi lần xuất môn đều phải hỏi tam hỏi tứ thực phiền chết người hắn đi ra đại viện tiết gia lại đi về hướng đông, đi được một khắc đồng hồ, liền cho sa phu đem xe ngựa ngừng lại, vào hiệu đá quý đi bộ một vòng, rồi từ cửa sau đi ra ngoài, quẹo vào một gian nhà nhỏ trong phố nhỏ. Gõ cửa theo tiết tấu năm lần, bên trong liền có người ra mở cửa, chỉ thấy một nữ tử mặc váy hoa văn quế hoa đỏ tươi bó sát ngực, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn nà, bên ngoài khoác áo dài trong suốt, trên búi tóc cài lược hoa đào châm cài màu xanh biếc rũ như suối chảy suối chảy rừng ở bên sườn làm nhan sắc của nàng thêm phần yêu mị trong yêu mị lại mang theo một cỗ nồng đậm phong trần nàng nhìn tiết hữu tài tà mắt liếc một cái một tay giữ cây quạt một tay lôi kéo đai lưng tiết hữu tài hướng vào bên trong trong miệng sảng giọng đáng ghét chàng còn bò được đến đây đều đã năm ngày chàng không chết trên người mụ béo kia sao tâm càn a à, nàng lời này thật oan uổng ta trên người mụ ta ta như thế nào cũng sẽ không chết a à. tiết hiểu tài hơn nửa tháng trước ở trên đường gặp tiểu phụ nhân mỹ mạo này thoáng chốc đã bị mê hoặc chẳng phân biệt được một phen kéo nàng vào trong ngực dâm tà cười nói muốn chết cũng phải chết ở dưới đóa hoa lựu như nàng ta mới có thể cam tâm a à. chàng thật đáng ghét nữ tử ở ngực hắn vẽ nên các vòng tròn trong miệng nói Chàng chừng nào thì mới đem ta lấy về nhà A, chàng không phải nói, lần này lấy lại bạc từ thẩm ra, đủ cho chàng tự lập nghiệp sao? Tiết hữu tài vừa nghe từ lập nghiệp, thầm nghĩ, điều này sao có thể, hắn vốn là một gã nông dân, dựa vào việc cưới tiết phu nhân nữ nhi của địa chủ, mới có cuộc cải như hôm nay, nếu là tự mở điếm, không nói trước tiết phu nhân có thể hay không trực tiếp đánh chết hắn, chính là cái loại tư vị bắt đầu lại từ đầu hắn cũng không muốn lại thử một lần. Con người, từ nghèo hèn lên phú quý thích ứng phi thường dễ dàng, nhưng là muốn quay trở về, vậy thì thật khó khăn. Nhưng là trước mắt có đóa hoa nhỏ mềm mại, hắn cũng luyến tiếc buông tha cho, ở trên người nàng, hắn mới có tư vị làm nam nhân, hưởng thụ cảm giác được người hờn rỗi sùng bái. Đây là cảm thụ tuyệt đối không có trên người bà vợ béo của hắn, cho nên hắn mới làm liều đến đây dưới sự giám thị nghiêm mật của tiết phu nhân, cũng phải cùng đóa hoa nhỏ này hô mưa gọi gió. Hắn dỗ dành nói, bạc của thẩm gia kia tuy rằng ta đã lấy một phần, nhưng đáy lòng mụ béo vẫn nắm hết thảy nay mượn một hai ngàn lượng bạc, có thể làm cái gì, còn chưa đủ mua cho nàng một bộ đồ trang sức đâu, chờ lấy nhiều hơn rồi nói xong Hắn một mặt nói xong, một mặt từ trong túi áo lấy ra một cây châm bảo thạch vàng ròng, tâm can, đến, nàng xem, ta đặt cho nàng hơn một trăm lượng đó. trưởng quầy nói là phong cách lưu hành nhất ở kinh thành. đến tâm can ta cài cho nàng nhìn xem có đẹp hay không a. À. thấy có trang sức, nữ tử khanh khách nở nụ cười, cười duyên nói chàng thật sự là chán ghét, liền diễu cợt người ta. làm sao trong lòng ta nàng chính là đẹp nhất, nhanh tới thân ái ta nào. cho bạc là có thể làm việc, lửa bốc củi khô một chút liền cháy. Bên trong truyền ra tiếng vang giường gỗ rát chi rát chi. Chỉ nghe nàng kia la lớn, "Ôi, đáng ghét, nhẹ chút, phải chết rồi." Ngay tại lúc hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt, thời điểm vong tình nhất, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ba bóng người từ bên ngoài đi đến, nhìn hai người trên giường khóe miệng âm hiểm cười. Nữ tử sợ tới mức lấy chăn chắn trên ngực, Tiết Hữu Tài cũng lấy gối chắn nửa người dưới, ánh mắt nhìn ba nam nhân lại phát hiện một cái cũng không nhận thức các ngươi các ngươi làm gì tiết hữu tài cũng không quên đem nữ nhân che ở phía sau mình tuy rằng sợ hãi vẫn lớn gan hỏi bọn ta không định làm gì cả vừa rồi đi ngang qua nơi này nghe được trong viện có thanh âm vui vẻ huynh đệ chúng ta liền tiến vào nhìn xem một người nam nhân cầm đầu tà tà cười đáy mắt không có hảo ý này giữa ban ngày ban mặt các ngươi tự tiện xông vào nhà dân muốn làm cái gì? Nghe được là không cẩn thận vào nhầm, tiết hữu tài thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải là người mụ vợ béo phái tới là tốt rồi. Ai ngờ ba năm tử kia nghe nói như thế, liền cười ha ha, nói, nơi này cũng giống như không phải nhà của ngươi đi, ta nhớ rõ nơi này là nhà của huynh đệ ta, như thế nào ngày hôm nay tiến vào là ngươi ngủ ở trên giường A, chẳng lẽ huynh đệ của ta thay đổi bộ dáng rồi hả? Tẩu tử người nói có phải hay không a à? một câu sau rõ ràng là hỏi nữ nhân kia tiết hữu tài quay đầu nhìn nữ nhân kia đáy mắt đều là kinh ngạc hắn quả thật biết nữ nhân này là phụ nhân nhưng hắn bị mê hoặc lại thấy lâu như vậy trong phòng cũng chưa có nam nhân tưởng là quả phụ xem tình hình trước mắt này phụ nhân này vẫn còn có nam nhân nữ tử nắm chăn vẻ mặt đỏ bừng giải thích phu quân ta trường kỳ bên ngoài buôn bán ta bọn họ là huynh đệ của hắn. Tiết Hiểu Tài nghe xong vốn vừa rồi thở ra một hơi lại toàn bộ hút đi lên. này quả phụ cùng phụ nữ có chồng trong đó khác nhau quá lớn. nếu để cho người khác thấy được thì là thông dâm a. hắn vốn giỏi về việc buôn bán có tài ăn nói nhưng lúc này cũng có chốt cả lâm kia. vậy các ngươi muốn như thế nào? hắc hắc ta biết người người chính là Tiết Hiểu Tài đi nhưng ta cũng nhớ rõ lão bà của ngươi là cọp mẹ, nếu việc hôm nay để cho nàng đã biết, ngươi nói sẽ như thế nào? Một người cười đến thập phần gian trá hỏi. Sẽ như thế nào? Sẽ bị đánh chết a à? chương 214, tung tích của thẩm mậu 3. Tiết hiểu tải nghĩ đến tiết phu nhân cầm trong tay thái đao, đổi tới trước mặt hắn, cắt hắn thành 18 khúc, cả người liền phát run. Hắn ngày thường ở trong phủ hai mắt chỉ cần liếc nhìn nha hoàn mỹ mạo, đều bị trai cán bột hầu hạ nên đều dưỡng thành thói quen nhìn không chớp mắt, mặc kệ là mỹ nhân, sử nhân, xấu xí, ở trước mặt Tiết phu nhân, hắn tuyệt đối sẽ không xem. Nếu không phải bị kiềm hãm lâu như vậy, hắn cũng sẽ không bỗng chốc bị nữ nhân bọc chân ở phía sau mê hoặc. Người có thể đem việc làm ăn buôn bán phát triển phát đạt cũng không phải kẻ ngu dốt. Tiết Hữu tài hiểu được ba người này hôm nay khẳng định không phải là muốn tới quan sát thực chiến, liền cố nhịn đau lòng nói các ngươi muốn bao nhiêu bạc? A, à, không hổ là tiết hữu tài, đại khẩu mở ra thật lớn, người cấp bao nhiêu a? À? Nam nhân cầm đầu cười hỏi. Một trăm lượng, như thế nào, đủ đi, có thể đủ các ngươi ăn chơi đàng điếm một tháng rồi. Tiết hữu tài kỳ thật vẫn là thực đau lòng, hắn thật vất vả ở trên khoản thu của thẩm gia thu hơn một ngàn hai tiền riêng. Hôm nay cấp nữ nhân này mua cái châm cài liền mất một trăm lượng, lại tiếp tục như vậy hắn làm sao còn có tiền riêng a à? một trăm lượng người đùa chúng ta sao hừ nam nhân hung hăng cười từ trong lòng lấy ra tờ giấy đưa tới trước mặt tiết hữu tài tiết hữu tài duỗi thẳng cổ vừa thấy mồ hôi rầm rầm rơi xuống nhịn không được lấy tay lau cây chán thời tiết tháng 7 thật sự là quá nóng a à? chiếc chăn mỏng manh này quả thực khiến hắn nổi xảy ra luôn này này không thể a à? không thể đúng không đi huynh đệ đem hai kẻ gian phu dâm phụ trói lại, đưa đến quan phủ. Không, vẫn là trực tiếp đưa đến trước mặt tiết phu nhân thôi. Nam nhân lập tức vẫy tay, hai nam nhân phía sau liền xông lên bắt tiết hữu tài. Đừng, 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 ta ký, ta ký, tiết hữu tài lau mồ hôi, nam nhân phía sau đã sớm cầm bút lông và con dấu lại cho hắn, đứng ở một bên chừng mắt nhìn hắn, hổ nghiêm mặt nói, ngươi nhanh chút. Ta không rảnh cùng ngươi dài dòng tiết hữu tài sắc mặt như cho tàn, run lẩy bẩy đem tên của bản thân ký lên, lại lăn dấu tay, ánh mắt giống như nhìn mạng mình bị mất nhìn trang giấy bị nam tử cầm lấy, xếp gọn bỏ vào áo. Tốt lắm, hai người các ngươi đem quần áo mặc vào, đợi lát nữa chủ tử ta tiến vào có chuyện muốn nói cùng ngươi. Nam tử nở nụ cười, mang theo hai nam tử khác đi ra ngoài. Tiết hữu tài còn giống như không kịp phản ứng, thẳng đến nữ tử phía sau vỗ một chút phía sau lưng của hắn chàng còn không nhanh đợi lát nữa bọn họ lại đến thúc giục tiết hữu tài quay đầu nhìn nữ tử dung nhan yêu mị trong lòng nhất thời nảy lên một cỗ cảm giác xấu vừa rồi trên giấy kia viết ngươi có biết là cái gì không thiếp không biết chữ làm sao mà biết chẳng lẽ bọn họ tính kế chàng sao vậy sẽ không tốt lão gia người nhanh đứng lên thay đổi y phục đi đừng để tiết phu nhân biết vậy sẽ phiền toái mất nữ tử vẻ mặt săn sóc nhặt lấy xiêm y hỗn độn tán trên mặt đất cùng trên giường giúp tiết hữu tài mặc vào tiết hữu tài một bên hưởng thụ nữ tử ôn nhu săn sóc nghĩ đến tiết phu nhân bạo lực cùng hung mãnh trong lòng run rẩy dứt khoát tự mình cầm quần áo lung tung mặc xong liền vội vàng đi ra ngoài bên ngoài một chiếc xe ngựa màu xanh đang chờ ba nam tử đứng ở trước cửa sân chờ tiết hữu tài ngõ nhỏ này đích xác rất ít người ở, im ắng giống như chỗ không người. Đó cũng là nguyên nhân tiết hữu tài dám đến nơi này hẹn gặp tình nhân, hắn cũng không sợ người khác nhìn thấy. Nhưng là nay, trong xe ngựa xuất hiện một bàn tay nhỏ và dài trắng nõn xốc lên mảnh xe, lộ ra khuôn mặt nữ tử như bạch ngọc ngồi ngay ngắn ở bên trong, khóe miệng nở ra một nụ cười, ôn nhu mở miệng nói, tiết hữu tài, đã lâu không gặp. Tiết hữu tài nhìn đến nữ tử sinh như mẫu đan, phượng mâu mỉm cười bên trong, nhất thời minh bạch hết thảy đã phát sinh mới rồi. Hắn cùng nữ tử trong kia, ngẫu nhiên, gặp nhau, hôm nay lại vừa vặn thật tốt bị bắt gian, này hết thảy đều do tiểu cô nương chưa tròn 15 tuổi bên trong này an bài. Hắn đầu môi nói, ngươi, ngươi thế nhưng dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Ngươi nói cái gì, vừa rồi nam tử cầm đầu phụ trách bắt gian, đúng là biểu ca lục tử của lưu thúy hắn nay đã được nâng lên thành tiểu quản sự trong phủ, khi thêm mười phần gian dậy tiết hữu tài. Tiết hữu tài vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại vừa rồi đã ký vào tờ giấy kia, nhất thời yên lặng, sau mới hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào? Đối với những chuyện hạ lưu này, Vân Khanh từ chối cho ý kiến, cười cười, thứ thủ đoạn này, đối với người ác mà nói, chỉ cần có hiệu quả, bọn ta sẽ không kiêng rè sử dụng. Tiết hữu tài ngài không cần giận quá, Vân Khanh bất quá là muốn cùng ngài bàn về tiền nợ quý trước. Dù sao việc này đã trôi qua một tháng, ta nghĩ, ngài quay vòng, cũng nên quay vòng đủ. Tiết Hiễu Tài nhìn đến Vân Khanh, chỉ biết đại khái là vì việc này mà đến. Một tháng này, toàn bộ thành dương châu người nổi tiếng nhất chính là đại tiểu thư thẩm gia này. Sau khi thẩm mậu gặp chuyện không may, tiếp nhận sinh ý của thẩm gia, hoàn hảo đem những kẻ gây chuyện xử lý tốt lại giết gà dọa khi làm cho người làm ở thẩm gia đối với nàng tôn sợ hãi, trong thẩm gia có biến cố, sinh ý cũng chỉ so với bình thường giảm không đến 2 tầng, thành tích như thế, thật sự xuất sắc cực kỳ. Một tháng này, về chứng vụ, nàng giống như không có trực tiếp cùng thương hộ xung đột, hắn nghĩ đến tiểu thư thẩm gia là chuẩn bị đem những khoản tổn thất này yên lặng nuốt vào, ai biết, chuẩn bị của nàng là ở trong này này chính mình có nhược điểm bị người ta nắm trong tay hắn cho dù không cam lòng thịt béo kia cũng phải nhổ ra thái độ liền trở nên không thành thật đúng vậy đúng vậy thời gian trước là nguồn tiêu thụ không tốt cho nên nợ tiền đợi lát nữa ta trở về lệnh trướng phòng đem tiền chuẩn bị tốt ngày mai tiểu thư liền phái người tới lấy chúng ta hai nhà hợp tác lâu như vậy đương nhiên là không phải ít bạc trợn mắt nói dối nghĩ làm người ai cũng là kẻ điếc sao Vân Khanh cũng không vạch trần, gật gật đầu nói, tiết hữu tài ngài ở Dương Châu cũng là người có danh vọng, tự nhiên là sẽ không như thế. Nhưng trước mắt, khoản của ngài xem như xong, nhưng còn có một số người quay vòng cũng không quá tốt. Tiết hữu tài ngài cho rằng, có biện pháp nào có thể giải quyết việc này không? Này, này nhà bọn họ có vấn đề, ta cũng không biết giải quyết như thế nào nha. Tiết hữu tài bắt đầu đánh thái cực, đùn đẩy, lúc trước hắn là kẻ đầu tiên không trả tiền, những người đó mới đi theo hắn bắt trước cũng có không ít là hắn ở phía sau xúi dục lúc trước hắn tính chính là đông người náo lao nhi tất cả mọi người đều không trả thẩm ra liền bị khó làm rồi nga như vậy a à, xưa nay nghe thấy tiết phu nhân đối với ngài cảm tình thâm hậu toàn thành đều biết như vậy nữ tử vân khanh cũng muốn kết bạn một phen không bằng ta ngày nào đó đang môn bái phỏng không biết có được không vân khanh nhẹ nhàng ôn nhu cười giống như hoa sơn chi tốt đẹp đơn thuần, đáy mắt phát sáng như kim cương lóe ra. Nàng ngồi ở trong toa xe, ánh sáng theo cửa sổ lụa trắng chiếu vào, loại bỏ sự tinh thuần đồng nhất, tựa như một mảnh ánh trăng sáng ngời rừng ở hai má trắng nõn, cả người phảng phất như chạm ngọc, đắc ý, cũng thật lãnh đạm. Tiết hiểu tải ánh mắt không tự chủ được truyền xuống tới xe ngựa, hắn cảm thấy mỹ nhân như vậy, tựa hồ ung dung đến hắn không dám nhìn nữa hắn biết Vân Khanh lời này ý vị như thế nào, ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần âm tàn, ngươi đây là uy hiếp ta. phảng phất không có nhìn đến hắn, Vân Khanh như trước cười đoan trang thanh lịch, tiếng nói nhuyễn nhu lạnh bạc. Thực rõ ràng, chính là như vậy. Mỹ nhân như cây thuốc phiện, độc mà không biết. mười 215, tung tích của Thẩm mẫu, 4 Tiết hữu tài trên đầu bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy ánh sáng trong mắt phượng kia không phải là ánh sáng của kim cương mà là đao phong sắc bén đưa ngoan ý hắn mới vừa nghĩ liền như vậy chém rớt muốn thuyết phục bọn họ không dễ dàng như vậy cần có chút thời gian không việc gì ta cho ngài bảy ngày tin tưởng lấy năng lực tiết hữu tài phó hội trưởng cửa hàng nhất định có thể giải quyết vấn đề này vân khanh phi thường săn sóc cười tầm mắt rơi xuống tay béo của tiết hữu tài đang nắm chặt lại buông nhanh chớp mắt cười chúng ta ở thẩm ra chờ tờ giấy này ta tự nhiên cũng sẽ trả lại cho ngài người không được phép đi tìm phu nhân ta tiết hiếu tài lập tức nói hắn còn nhớ rõ trước đó vân khanh nói muốn đến bái phòng tiết phu nhân bảy ngày này ta đương nhiên sẽ không đi bảy ngày sau liền tự ngài quyết định rồi vân khanh câu khóe môi có thể thấy được trong tươi cười thanh nhã cất giấu mấy phần âm lãnh một chút cũng nhìn không ra nàng là uy hiếp người tiết hữu tài thầm oán hận đầy mình giờ thì tốt rồi hắn đã lén rút từ khoản nợ của thẩm ra mấy trăm lượng bạc giờ phải nghĩ biện pháp dùng tiền riêng của mình đắp vào còn phải trong bảy ngày vì thẩm ra chạy đứt chân thật sự là ra sức mà không đạt được gì một phần lời cũng không kiếm được bủ thêm vào còn muốn nhiều hơn vì bảy ngày này tiết Hiếu tài là không thể lưu lại nữa chạy nhanh ra ngõ nhỏ vì khoản nợ mà bận việc rồi. Một lát sau, nữ tử trong viện đi ra, đôi môi đỏ mọng gợi lên châm chọc hướng tới đầu ngõ, khóe mắt nói, còn muốn diễn tiếp thế nào? Vân Khanh ngồi ở trong xe ngựa, không có mở miệng, Liêu Thúy nói, bảy ngày sau, hắn đưa tiền, người hãy rời đi, 500 lượng bạc cùng khế ước bán thân của ngươi thì sẽ có người đến giao cho ngươi. Vậy là tốt rồi, nữ tử không có chút lễ nghi nào ngáp một cái, vén một chút tóc dài, mang theo tinh thần ủ rũ, buồn ngủ quá, ta đi ngủ. Nửa tháng trước, có người đến thanh lâu tìm nàng, muốn nàng đi câu dẫn một người, phối hợp diễn một bộ tiên nhân khiêu, đổi lại sẽ thay nàng chuộc thân cùng 500 lượng bạc, nàng có thể không đồng ý sao, 500 lượng bạc cũng đủ để nàng đến chân khác mua một cái viện nhỏ, mở cửa hàng nhỏ không lo cơm áo gạo tiền nửa đời sau rồi. Trong 7 ngày sau, không ngừng có thương hộ chủ động đến thẩm gia kết toán, thanh toán khoản nửa năm trước, mà vài thương hộ, Vân Khanh đều nhất nhất nhớ kỹ, về sau cùng bọn họ ký kết, đều sửa thành nửa tháng kết sổ một lần. Nàng không phải thánh nhân, nếu những người này vì ham món lợi nhỏ mà từ bỏ nguyên tắc chữ tín của thương nhân, nàng cũng không cần thiết phải ra cố tình cảm, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn không để ý, sinh ý vẫn là làm, không thể đưa bọn họ toàn bộ đuổi đi. Bảy ngày sau, Vân Khanh đúng hẹn đến nơi gặp mặt trong trà lâu. Nàng đã sớm chọn một gian phòng hoàn cảnh tao nhã, ngồi ở bên trong đợi người đến. Tiết hiểu tài quả nhiên thủ tín, thứ này ta cũng sẽ không giữ lại nữa. Trước mặt tiết hiểu tài, Vân Khanh đem giấy xé nát, sau đó đứng lên, đưa tay đặt ở trên cửa sổ, cho gió thổi giấy đi. Mặt sau trà lâu là một hồ nhân tạo, giấy vụn rơi xuống, tuyệt đối không có khả năng còn tồn tại tiết hữu tài rốt cục thật dài thở dài gật đầu nói thẩm tiểu thư quả nhiên là hào thủ đoạn tại hạ bội phục hai người trò chuyện với nhau thật vui quả thực là nhìn không ra dấu vết trước đó vân khanh từng thiết kế hắn chỉ cần tiết hữu tài ngài thành tâm hợp tác về sau hết thảy vẫn như cũ đương nhiên đương nhiên tiết hữu tài cảm thấy có ẩn ý gì đó trong lời nói nhưng ở ngoài mặt vẫn khách khi đáp lời ra khỏi trả lâu liêu thúy lo lắng hỏi tiểu thư tiết hữu tài này không giống người tốt nếu hắn đem chuyện ngày ấy nói ra phải làm sao bây giờ hắn cũng phải có cây lá gan kia nói ra tiết phu nhân cũng sẽ biết được sợ rằng hắn chỉ phải lừa gạt cất giấu một chút cũng không dám lộ ra vân khanh tự tin cười cười một chút cũng không để ý về khoản này lại giải quyết xong một cái vấn đề lớn nàng cảm thấy cả người đều lộ ra một loại cảm giác thoải mái vậy nếu sau lưng hắn lại cố ý bịa đặt thì sao liêu thúy mở hộp chữ đồ bên trong xe ngựa lấy ra nước cùng điểm tâm bày lên bàn con vậy hắn chính là không muốn sống chăng vân khanh gian trá cười theo bên hông rút ra tờ giấy đặt ở trên bàn con này vừa rồi tiểu thư người không phải xé rồi sao liêu thúy kinh ngạc nhìn tờ giấy trước mặt đây là tờ giấy ngày đó tiết hữu tài ký tên a tại sao lại còn người nếu muốn tiểu thư ta có thể xuất ra mười mấy cái này cho ngươi xé. Nàng đã nói rồi, thủ đoạn cùng phương pháp không phải nàng không có, nhưng nên có tâm phòng bị người, lòng hại người nàng cũng sẽ không có. Tiết hữu tài ngày ấy lộ ra ánh mắt âm lãnh làm cho nàng phải đề phòng, nàng bắt trước loại giấy, vừa rồi giáp mặt tiết hữu tài xé bất quá là tờ giả. Vậy là tốt rồi, chỉ bằng cái này, gã tiết hữu tài kia về sau cũng phải thành thành thật thật, bằng không sẽ cho hắn nếm mùi sóng gió liều thúy cao hứng đem giấy xếp lại thu vào trong bóp tùy thân bên này vân khanh chống đỡ thẩm phủ mà chuyện ngự phượng đàn tìm kiếm thẩm mậu cũng không có chậm trễ trừ bỏ quan phủ còn lực lượng tìm kiếm bên ngoài thẩm ra cũng vẫn phái người tìm kiếm cho dù tìm phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng phải tìm đi ra một tháng trôi qua phần còn lại của chân tay bị cụt không thấy thi thể cũng không tìm ra đây đối với tạ thị cùng Vân Khanh mà nói, là tin tức xấu, cũng là tốt tin tức, một khi vớt được thi thể, vậy thì không còn hy vọng, hiện tại loại tình huống này, tốt xấu cũng có cái hy vọng. Dịch kính thương cũng dốc hết toàn lực, trải qua nghiêm mật phân tích cùng phán đoán, hắn cho rằng lúc trước đất đá trôi đem người đẩy xuống chân núi, khả năng sẽ bị đẩy xuống hạ du chỗ nước cạn, cũng có khả năng được ngư dân hai bờ sông cứu xuống. Phán đoán này Ngự Phượng đàn cũng tán thành, liền đem lực lượng chủ yếu triệu tập ở xung quanh thôn xóm lớn nhỏ tìm kiếm, rốt cục ở một ngày có tin tức, một hộ ngư dân ở Hạ Du hơn 20 ngày trước, xác thực cứu sống một gã nam tử. Được đến tin tức này, Ngự Phượng đàn mâu hẹp đều sáng ngời, hỏi: "Người nọ ngươi mang về đây sao?" "Đã mang về đây." Dịch kính thương trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử, nhưng là "Phần này đến đây là hết." mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn